Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Đại Việt Sử Ký. Quý vị thân mến, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là thiên tài quân sự trong lịch sử Việt Nam. Trên khắp nước Việt đều có đền thờ chính hoặc thờ vọng Đức Thánh Trần. Tuy nhiên, cho đến nay, câu chuyện xoay quanh ngôi mộ Hưng Đạo Vương vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Lý do là bởi thông thường khi một người ra đi, theo phong tục Việt sẽ được đặt vào quan tài và tiến hành chôn cất. Sẽ không có gì đáng nói nếu như chuyện an táng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đi ngược lại so với lẽ tự nhiên đó. Tương truyền, khi tổ chức an táng Hưng Đạo Đại Vương đã có nhiều quan tài xuất phát từ Kiếp Bạc tỏa đi các hướng, ngay cả những người thực hiện an táng cũng không một ai biết xe tăng nào chở quan tài chứa thi hài của Hưng Đạo Đại Vương. Suốt nhiều năm qua, câu hỏi phần mộ thực sự của Hưng Đạo Đại Vương nằm ở đâu vẫn còn là một bí ẩn gây ra nhiều tranh cãi. Vậy rốt cuộc mộ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đang được đặt ở đâu? Bí ẩn nào đang được chôn giấu? Đại Việt Sử Ký sẽ hé lộ với quý vị trong video ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một nhà chính trị, quân sự, tổn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Ông Nguyên có tên khai sinh là Trần Quốc Tuấn. Phần lớn tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường dùng tên vắn tắt gọi là Trần Hưng Đạo thay cho cách gọi đầy đủ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vốn bao gồm tước hiệu được sắc phong cho ông. Cần lưu ý rằng Hưng Đạo Đại Vương là tước phong chính thức cao nhất do vua nhà Trần ban tặng cho Trần Quốc Tuấn lúc sinh thời do công lao kháng chiến bảo vệ đất nước. Tước Đại Vương có cấp bậc cao hơn tước vương, dù cùng thuộc hàng vương, tước được ban cho những người thành viên hoàng tộc nhà Trần đương thời. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Về cuộc đời huyền thoại của Đức Thánh Trần, dân gian có câu sinh kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Có ý kiến diễn giải câu thành ngữ này như sau: Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương, nơi có di tích lịch sử đền Kiếp Bạc thờ phụng Trần Hưng Đạo, là nơi ngài sinh ra, sinh sống chủ yếu. Địa danh Trần Thương, Lý Nhân, Hà Nam, nơi có khu di tích đền Trần Thương, là nơi ngài thác về, là nơi có phần mộ. Còn Bảo Lộc, Nam Định, nơi có quần thể di tích đền Trần, đền Bảo Lộc là quê hương của Đức Thánh Trần. Không ai biết câu thành ngữ trên xuất hiện và lưu truyền trong dân gian từ bao giờ, nhưng nó là căn cứ chủ yếu cho những ý kiến ủng hộ giả thiết phần mộ Hưng Đạo Vương nằm ở Trần Thương, Lý Nhân, Hà Nam, nơi có khu di tích lịch sử đền Trần Thương. Chữ thác ở đây là chỉ lúc mất, cũng là phó thác, nghĩa là khi chết sẽ gửi về Trần Thương. Ngay từ lúc sinh thời, Trần Hưng Đạo đã gửi gắm sinh phần ở Trần Thương. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng thác Trần Thương có nghĩa là ông đẻ phần mộ ở đây. Dựa trên suy đoán này, một số nhà ngoại cảm hiện nay cũng cho rằng phần mộ ngài là ở Trần Thương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong đó có các nhà nghiên cứu cho rằng nói Trần Thương có phần mộ Trần Hưng Đạo thì khó thuyết phục, bởi vì địa danh này không có sự liên quan mật thiết đến thân thế hay cuộc đời của ngài. Nếu theo quan niệm lá rụng về cội thì nơi được chọn để an táng Hưng Đạo Vương phải là Bảo Lộc, Nam Định, nơi ngài chào đời. Thực tế ghi nhận, Kiếp Bạc là nơi Hưng Đạo Vương sinh sống chủ yếu trong suốt cuộc đời, còn Trần Thương là một kho lương thời Chống Nguyên, sau khi ngài mất thì nhân dân lập đền thờ trên đó. Bảo Lộc là thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, cha ngài. Và tương truyền, ngài sinh ra tại đây. Khi mất, phần mộ của ngài cũng được đưa về vùng đất Thang Mộc này. Hiện nay, trong khu di tích đền Bảo Lộc có lăng mộ Đức Thánh Trần để nhân dân thắp hương, tưởng nhớ. Vậy còn chính sử đã đề cập đến chuyện này ra sao? Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên có ghi chép về việc mai táng Hưng Đạo Vương. Theo đó, khi sắp mất, ông dặn con rằng, ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm cho mau. Sử thần Ngô Sĩ Liên chép đến đây có bình phẩm: Quốc Tuấn giữ Lạng Giang, người Nguyên hai lần vào cướp, ông liên tiếp đánh bại chúng, sợ sau này có thể xảy ra tai họa đào mạ chăng, ông lo nghĩ tới việc sau khi mất lại như thế đấy.
trong lời dặn của Trần Hưng Đạo cũng như ghi chép của sử thần Ngô Sĩ Liên không một dòng ghi chú cụ thể xem địa danh vườn An Lạc nằm ở địa phương nào. Bởi vậy, vườn An Lạc mà Trần Hưng Đạo tâm nguyện gửi sinh phần là ở đâu vẫn đang gây ra nhiều tranh luận, suy đoán khác nhau. Có người nói An Lạc tức là tên ấp An Lạc, vốn là đất thàng mộc của Trần Liễu ở phủ Thiên Trường Nam Định. Lại có ý kiến cho rằng An Lạc là một cỏ đồi nằm gần đền Kiếp Bạc Chí Linh Hải Dương. Rồi có ý kiến nghiêng về câu thành ngữ dân gian Thác Trần Thương thì cho rằng An Lạc phải là một nơi có liên hệ với vùng kho lương Trần Thương ở Lý Nhân, Nam Hà. Tương truyền, khi tổ chức an táng Hưng Đạo Đại Vương có nhiều quan tài xuất phát từ Kiếp Bạc tỏa đi các hướng, ngay cả những người thực hiện an táng cũng không một ai biết xe tăng nào chở quan tài chứa thi hài của Hưng Đạo Đại Vương. Tưởng nhớ công lao của ngài, vào dịp 20 tháng 8 âm lịch hàng năm, khắp các ngôi đền thờ Đức Thánh Trần đều tổ chức lễ hội, lễ dỗ để nhân dân thắp hương tri ân, tưởng nhớ ngài. Suốt gần 1.000 năm qua, câu hỏi lăng mộ thực của Hưng Đạo Đại Vương ở đâu vẫn mãi là một bí ẩn. Về cuộc đời huyền thoại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, dân gian có câu thành ngữ: Sinh Kiếp Bạc, Thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Trong hàng ngàn ngôi đền thờ Đức Thánh Trần trên khắp nước Việt có đền thờ Bảo Lộc, Nam Định ở chính mảnh đất quê hương ngài. Ở ngôi đền thiêng này có biết bao nhiêu những câu chuyện tâm linh rất khó lý giải. Nếu quý vị cũng đang tò mò về những câu chuyện đó thì đừng rời mắt khỏi màn hình và tiếp tục theo dõi trong phần tiếp theo của video nhé. Đền thiêng dựng trên đất thang mộc, đền Bảo Lộc tọa lạc ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nguyên là đền An Lạc thuộc làng Bảo Lộc, tổng hữu bị, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Đền được xây dựng trên đất thăng mộc của An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. An Sinh Vương Trần Liễu cũng là anh trai của Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của Vương Triều Trần. Bước vào cửa đền, bạn sẽ gặp câu đối ngay phía trước: Thử địa vi thánh phụ sở cư, thiên cổ cố truyền thang ấp xứ, kim thiên kế tiền nhân chi kiếp vạn niên do lại lộc hương an. Nghĩa là đất này nơi thánh phụ ở năm xưa ngàn thuở vẫn còn nên thang ấp ấy. Ngày nay, nối tiền nhân từng dựng đặt muôn năm nhờ cậy lộc hương đây. Ngược dòng lịch sử, thời Trần cùng với việc xuất hiện chế độ Thượng Hoàng, năm 1262, hương Tức Mặc thuộc thành phố Nam Định ngày nay đổi thành phủ Thiên Trường và được xây dựng quy mô như một kinh đô thứ hai sau Thăng Long. Bên cạnh việc xây dựng cung điện, nhà cửa nguy nga tráng lệ cho bậc đế vương, nhà Trần còn phong hàng loạt thái ấp cho các quý tộc, bao quanh như một vành đai bảo vệ thiên trường. Ấp An Lạc ngày đó, cách trung tâm thiên trường 2 km đường chim bay về phía bắc là vùng đất lành, bờ sôi ruộng mật, trù phú, phì nhiêu, được sách cổ miêu tả, ruộng hơn ngàn mẫu, ao hơn trăm chiếc. Tương truyền ấp An Lạc là nơi lớn lên, sinh sống của anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn. Cuộc đời ngài như một huyền thoại, là một thiên anh hùng ca bất tử của một nhân cách cao cả, tài năng quân sự lỗi lạc. Trần Quốc Tuấn đã từng khẳng khái trả lời vua Trần Nhân Tông trong lúc đất nước nguy nan: Xin hãy chém đầu thần trước, sau hãy hàng giặc, đầu thần còn giữ được, xã tắc vẫn bền vững lâu dài, xin bệ hạ đừng lo. Với công lao to lớn giúp nhà Trần 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược, tháng 4 năm 1828, Trần Quốc Tuấn được ban tước hiệu Quốc Công Thiết Chế Hưng Đạo Đại Vương. Khi ông mất, triều đình lại phong là Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Suốt một đời phò vua giúp nước, ông dốc sức xây dựng Đại Việt thành quốc gia thái bình thịnh trị với câu nói nổi tiếng: Khoan thứ sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Chính sách trọng nông, lấy dân làm gốc không chỉ giúp nhà Trần chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất mà còn giúp vương triều tồn tại và phát triển rực rỡ gần 200 năm. Là đại thần của triều đình, được ví là bậc thượng phụ, nhưng Hưng Đạo Đại Vương luôn lấy chữ nhân để xử thế. Vì vậy ông gần gũi với dân và được nhân dân tôn kính. Đức Thánh Trần được nhân dân thờ ở nhiều nơi, trong đó có ấp An Lạc, là nơi anh hùng dân tộc đã gắn bó thuở thiếu thời. Viết về Trần Hưng Đạo trong cuốn Việt Sử Tiêu Án của sử gia Ngô Tỳ Sĩ có đoạn: Tài văn võ đủ làm phép cho muôn nước mà không dám cậy tài năng, anh hùng nổi tiếng hai nước mà không nhận công nghiệp, thế lực có thể lật sông núi đuổi sấm sét mà lúc nào cũng coi uy nhau, vua ở trước mặt. Nay xem ra theo nghĩa mà không phải theo lời cha, biết có nước mà không biết đến nhà,
bẻ mũi gậy để đi theo hầu vua, giơ gươm mà kể tội con, lòng trung thành, sáng như mặt trời. Công trình kiến trúc độc đáo, đền Bảo Lộc ban đầu được xây dựng ven sông Châu gồm 3 gian gỗ lim lợp ngói mũi hài. Sau bờ sông bị sói lở, đền được di chuyển vào vị trí như hiện nay. Một thời gian dài tồn tại với quy mô nhỏ, đến đầu thế kỷ 20, đền Bảo Lộc được nâng cấp thành công trình kiên cố, rộng lớn cả về quy mô, tầm vóc. Đền nằm chính giữa, quay hướng đông. Bên trái là chùa thờ Phật, bên phải là phủ thờ Mẫu. Phía sau đền là khải thánh thờ Vương Phụ, Vương Mẫu, phu nhân của Trần Hưng Đạo. Toàn bộ khu di tích được thiết kế đăng đối hài hòa, không gian thoáng đãng, tạo cảm giác thanh thoát lòng người về lễ thánh. Đền Bảo Lộc, đền chính, có quy mô lớn nhất so với các kiến trúc ở đây. Đền được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm tiền đường 7 gian rộng, trung đường dài 5 gian, hậu cung 3 gian. Kiến trúc của đền đơn giản, các cột xây bằng gạch, nhiều con xà được đổ xi măng cốt thép bền vững, bề thế. Đền Bảo Lộc hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, như 6 bộ cánh cửa ở hậu cung với những mảng chạm tinh xảo mang đậm phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Trong đền, ngoài bài vị còn có pho tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng trong tư thế ngồi nặng 4,8 tấn đặt ở trung đường. Đôi bên có tượng Hưng Vũ Vương Nhiễn và Phạm Ngũ Lão là con trai và con rể của ông. Ngoài ra còn có pho tượng Đức Thánh Trần bằng gỗ trầm hương được đặt tại hậu cung, hai bên là tượng thầy dạy văn và thầy dạy võ. Đền Khải Thánh nằm ở phía sau, kiến trúc tương tự như đền chính nhưng phần nền cao hơn 3 mét, thờ thân phụ, thần mẫu, phu nhân và hai người con gái của Trần Hưng Đạo. Trong hàng trăm di tích thờ Trần Hưng Đạo trên địa bàn tỉnh Nam Định, đền Bảo Lộc là di tích đặc biệt có ý nghĩa vì mảnh đất này đã gắn với quê hương tuổi thơ của ông. Dân gian có câu nói về cuộc đời Đức Thánh Trần, sinh Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Hàng năm cứ vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, lễ hội đền Bảo Lộc được tổ chức cũng chính là dịp kỵ nhật của Đức Thánh Trần. Gắn với câu thành ngữ nổi tiếng, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, lễ hội đền Bảo Lộc thu hút hàng ngàn người con dân nước Việt về nguồn dỗ cha, cũng là để cảm thấy được che chở, được khai sáng bởi những bài học đạo lý, nhân văn sâu sắc từ cuộc đời sự nghiệp của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị thánh nhân trong lòng dân tộc Việt. Quý vị nghĩ sao về những câu chuyện trên đây? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Đại Việt Sử Ký.